OK, từ đây ngày nay nhom những giấy pi basic cơ sở, trong Laravel framework, chẳng làm bài cho tới startup, sau đó bao nhóm nhom tập đam bắt xử lý, còn tiếp nhom cho tập trong folder bọc cái chiếc bao nhóm cứ xử lý, cho start, làm bài start, sau đó bọc thì cái nhân vai thì chỉ admin, sao? Thế chẳng ní sẽ bỏ bằng những xa đó lâu khó hai nơi khó phát quất xuống xuống trong những tờ điểm quay mua ok chẳng nơi video này nhân trong ai như dưỡng vô tờ và xe bóng là được vẽ là thay vì sạch mệt chẳng là cái nhân ban thua link ở điểm quay mua nhân quay lá khá lộ chẳng khi chị thợ phẫu cho nó dương nâng khơi tiệt ha hello world chắc làm bay ban hello world mà tiệt nâng lên nông view bao nhiêu thả tá là được với việc sẽ bạn nạc lại chấm nhôm son cho mà can dù sợ bao nhóm mua dù xí hao nên khi chia mua folder là qua là được qua bạn nhóm bạn có hao chúng mua folder đấy, nó phải để dân install nó đi blog các bạn hiệp cho mà dân sạch cho mà hỏi mình folder nặng nào chứ còn mà tiết dân ai chấp đam mơ bán hay là không nói dân ai cho từ mơ không ép nó không ép dân ai mơ là không ai thì phí là dân miền rào môi ní rào ní viên cứ chỉ nhẹ chăm chắc dù ở hà dù giờ có request cái căn dù ở mới nè chúng là bây giờ việc chặt bán như việc bot controller việc khóc như AP dương hiện sau là thì có JSP JSP cái miền sau là mapping chẳng à sau là mapping việc phương ca đây thực như việc chặt chặt hai dữ sở qua bị quét căn dựa ở mười nát chẳng việc map tờ chẳng này cái chẳng này là bây giờ miền dựa ở đây nhưng bạn đã thay hello môi mà màn tính nhưng nó bị chặt nó bị bot controller ok này được như thế còn một tiết dương admin dương anh mình sẽ lấy cái này không ai cũng tìm nó dương anh mình controller dương anh mình tập một bán ok lấy cái chip controller sau dương anh trên một khảo quýnh nếu không miền miền cả lại chưa làm biết đôi chia gió lấy dương anh miền rú ok lấy rú bóng dương chấm nhưng ô nhưng còn tập lục nhưng còn ta dương rú nơi vô đơn một chúng tôi là dương bàn đó lên chứ nhưng trong châu mà bơ được không ai bị bỏ nhầm quỳnh chấm nơi phía này nhưng thôi cạn bật quýnh ok nhưng mà bật cắt process tui môi mình đang làm bài chị ưu thơ nhạc dưỡng xin được bóng cứ chậm đam phí ráo thế hóa tầm mốt tầm phí ráo bán viên hình tôi controller nó bật chuông viết ha cho bác pháo hello chẳng nhưng mà bác pháo hello chẳng thật ra process thì đam mấy chẳng là quê để nhóm quay nhắn nhóm quay dù ở quay môi mình là miên mua thay hello nó cho tới chúng route vì thứ ca chập đam chập à tam giác meter get get ní cặp bất route ní ở nơi vi đầu áo nhưng một mặt hàng và route nó admin meter của mán thôi vi đầu mấy clan chúng ta lấy nó ní không mặt hàng cả mũi lần bây giờ user có vài nó route ní nhưng chập đam thứ ca thà user có chóng request tài căn controller mũi nè cho là set tài căn page mũi nè chúng ở lần trong cả này qua là set tài căn page hello hello viên được thưa ca ra to tha ok hello máu anh chẳng viên được thưa ca map tờ cắn controller hello controller how dùng map này dùng cho ai viên từ specific ha ai chụp đá function để đẹp bao viên chẳng copy quát thì phải hello máu viên chụp đá map tờ cắn hello controller ai nhưng thờ thằng nhà add index mới thay nhưng specific ha nhưng cho ai từ viên tập bát function index là nó hello controller chẳng viên thưa ca ở đó controller chúng tôi controller nhưng hoàn tại extend trên phi controller này thế còn mà tiếp nè ở vậy thì dương khơi mình nâng tha oi specific mà bác function đợt như máu chứ controller với cái đôi dương về chó nó không ông bị controller với cái chỉ để nét thôi oi ví dụ hay nâng mà đến vì mình cần nét thằng nón nè chắc là lấy dương mà đo controller thay dương trong cái này controller với cái chỉ nét switch à lâu rồi thôi ha nhóm trong bao cái hello chứ mình không function dương đại chớ để dương còn ta bị thớn dùng bóng meter ví dụ mỗi hai cái tiền hai hello ta ví dụ nó cái chữ ấy ví dụ nó cái chia meter mỗi thì mẹ ao dương tập ba qua nó không resource ví dụ hai giờ pha lại thì
file hello .let .js .jsp នេះអញ្ចឹង file ហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំថាយើងច្រើនដូចថាយើងត្រូវចូលទៅក្នុង restore restore អីចឹងទៅឲ្យខ្លះឲ្យយើងមកណោយើងអត់យកត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹង view maker ហ្នឹងវាបានជួយសម្រួលយើងមួយនេះយើងគាត់ទៅដាក់ view អញ្ចឹងមកយើងដាក់ file នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបើកបោះ file ដែលមានឈ្មោះថា hello ហ្នឹងហើយតោះមកទៀតនៅពេលដែល controller វារួចទៅបើក file hello ហ្នឹងនេះ file hello មិនញ៉ឹងដែលមានឈ្មោះថា hello world ហ្នឹងវានឹងដើរអញ្ចឹងវាទៅមើលពិសេសម្ដងទៀតអូខេករណីហ្នឹងយើងចាប់ដើម request ទៅ URL ដែលមានឈ្មោះថា hello អូខេនឹងបើក home page អូខេនេះបើក tham laravel អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាស់ hello អូខេបាច់អូខេនេះជាពិសេសដែលយើងឃើញថាដាប់វាចាប់ដើមចាប់បានចាប់បានវានឹងរុញទៅ controller hello controller hello controller បានប្រាប់ទៀតថាអូខេទៅបើក file hello អញ្ចឹងវាបើក file hello ដែលយើងអាចឃើញមាន hello world សម្រាប់យើងនេះចំពោះ basic process នេះអត់មានអីរឿងពិបាកទេប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាយល់ពី MVC ប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែម្ដងទៀតទេជាទូទៅនៅក្នុងការ process របស់វាទី1 user គាត់ request មកថាគាត់ចង់បើក file អីគាត់ទីគាត់បើក file អីចង់បាន request ទៅកាន់ណាហើយរាប់វិញអ្នកចាប់វាចាប់បានហើយវានឹងរត់ទៅ controller controller នេះយើង specify ទៀតថាយើងចង់បើក message អីគេនៅក្នុង controller ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់បើក update អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល controller អូខេអញ្ចឹងមក index នេះវានឹងធ្វើការធ្វើឲ្យអា controller ហ្នឹងវាគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យ view ហ្នឹង model នឹងតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងថា controller គាត់ចង់ទៅណាទៀតគាត់ចង់មកបើក file មួយដែលមានឈ្មោះថា hello.blab.php អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ return view hello ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងចាប់បានអា hello file hello.blab.php នេះឲ្យយើងអញ្ចឹង file ហ្នឹងវានឹងចាប់បានទៅថាបើកឲ្យយើងអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំពោះ basic process នៅក្នុង Laravel អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសន្យាថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនពី route ថា route មានប្រមាណអាចមានប្រមាណហើយយើងអាច route តិចនេះគេខ្លះសម្រាប់ route ឲ្យចាត់នៅ URL ខាងលើនេះបានអញ្ចឹងសូមអរគុណ